Thưa quý vị, thực hiện kế hoạch ra quân đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm dịp trước, trong và sau Tết Nguyên đán Giáp Thìn năm 2024, Công an thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai đã triển khai lực lượng quyết liệt đấu tranh với tệ nạn ma túy, góp phần đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn. Ghi nhận của nhóm phóng viên. Trong đợt cao điểm, ngoài việc tuyên truyền quản lý chặt số người sử dụng ma túy trên địa bàn, việc bắt giữ xử lý các vụ mua bán, vận chuyển, tàng trữ, tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy được Công an thành phố Biên Hòa triển khai một cách quyết liệt. Điển hình như mới đây, bằng các biện pháp nghiệp vụ, Công an thành phố Biên Hòa phối hợp với Công an phường Thanh Bình bắt quả tang đối tượng Võ Hoàng Minh, 44 tuổi, ngụ phường Trung Dũng, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai, đang tàng trữ trái phép chất ma túy trên đường Nguyễn Văn Trị, khu phố 1, phường Thanh Bình. Tại hiện trường, lực lượng công an thu giữ 47 gói ma túy, một xe máy. Qua đấu tranh, Minh khai nhận bản thân nghiện ma túy, lại không có nghề nghiệp, nên lên thành phố Hồ Chí Minh mua số ma túy trên về phân lẻ để bán cho người nghiện kiếm lời và sử dụng dần thì bị bắt. Trước đó, đối tượng Võ Hoàng Minh đã có 5 tiền án. Tôi đang đi trên đường thì bị công an bắt giữ, xét người tôi có số ma túy. Tôi buồn chuyện gia đình. Tôi mới hùng tiền với sang mua ma túy sử dụng, nay tôi bị bắt vào đây, nay tôi rất hối hận. Theo thống kê của Công an thành phố Biên Hòa, từ ngày 15 tháng 12 năm 2023 đến nay, Công an thành phố Biên Hòa phát hiện 50 vụ bắt 100 đối tượng có hành vi mua bán, tàng trữ và tổ chức sử dụng ma túy trái phép, chất ma túy. Trong đó, số vụ tàng trữ ma túy chiếm 50%, tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy chiếm 32%, tổng số vụ phát hiện thu giữ gần 97 gram ma túy tổng hợp, gần 4,2 gram heroin, 3 viên thuốc lắc, gần 3,9 gram ketamine và một số tang vật có liên quan. Qua điều tra, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Biên Hòa đã khởi tố 51 vụ, 80 bị can, xử phạt vi phạm hành chính 12 đối tượng với số tiền gần 29 triệu đồng. Chuyển phòng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, một vụ, một đối tượng, số còn lại đang điều tra. Sẽ tập trung toàn bộ lực lượng, quản lý tốt địa bàn, quản lý các đối tượng nằm trong diện quản lý. Phối hợp với công an các địa phương đẩy mạnh công tác tuyên truyền về tác hại của ma túy. Phối hợp với công an các địa phương tiến hành kiểm tra các cái cơ sở kinh doanh có điều kiện. Từ đó phát hiện các cái cơ sở có vi phạm để xử lý kịp thời, áp dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ nhằm phát hiện các cái đường dây mua bán trái phép ma túy, các cái điểm tụ điểm phức tạp về ma túy trên địa bàn để có biện pháp đấu tranh có hiệu quả. Có thể nói việc Công an thành phố Biên Hòa tỉnh Đồng Nai quyết liệt đấu tranh với tệ nạn ma túy trong đợt cao điểm đã góp phần làm trong sạch địa bàn, phòng ngừa các tội phạm khác nảy sinh, bảo đảm giữ vững tình hình an ninh trật tự trên địa bàn.